Chào mừng quý vị đã đến với sóng TV. Sau đây là những bản tin chi tiết. Trung Quốc nói ba nước láng giềng phải cầu cứu Trung Quốc bán vũ khí vì Việt Nam đang chạy đua vũ khí quá mạnh. Bước qua hai cuộc chiến tranh và giành thắng lợi trước hai đế quốc sừng sỏ nhất hành tinh là Pháp và Mỹ, Việt Nam không những trở thành thần tượng của nhiều quốc gia mà còn khiến nhiều quốc gia khác phải ganh tị, nhất là những quốc gia có ý đồ không trong sáng với bờ cõi Việt Nam. Không nói thì ai cũng biết, sau cuộc chiến phi nghĩa giữa biên giới phía Bắc và phía Nam năm 1979, Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện những hành vi khó hiểu xâm phạm chủ quyền, biển và đảo của chúng ta ở Biển Đông như thế nào trên các diễn đàn truyền thông. Bắc Kinh thường xuyên có những bài viết xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Việt Nam với mục đích hạ bị danh dự đế dế bị tìm kiếm cơ hội lần lượt trước đó trên tờ Sinao của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết về bức xúc vì đã ngang nhiên dùng lực điệu vu cáo cho Việt Nam chạy đua vũ trang gây mất an ninh khu vực và khiến các nước láng giềng phải sống trong sợ hãi. Vậy báo Trung Quốc đã xem tạc Việt Nam như thế nào? Các bạn hãy cùng sóng TV tìm hiểu ngày sau đây. Thưa các bạn, trước hết với danh kiến thức cần khẳng định một điều rằng Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình vì từng nếm trải rất nhiều đau thương do những cuộc chiến tranh phi nghĩa của các cổng quốc gây nên người dân Việt Nam hoàn toàn có thể hiểu được chiến tranh là tội ác và đất nước nào gây ra chiến tranh hoặc ủ mưu làm bùng nổ chiến tranh là đáng bị lên án. Còn đối với Việt Nam, việc phát triển quốc phòng trang bị vũ khí chỉ với mục đích duy nhất là phòng thủ và đối phó với những thế lực ngoại xâm từ bên ngoài. Chính vì vậy, mọi luận điệu xuyên tạc về việc Việt Nam chạy đua vũ khí là bị ối và không đáng tin. Quay trở lại với bài báo trên, tờ Sina của Trung Quốc mặc dù đã được đăng tải khá lâu nhưng mới đây chúng lại được một số diễn đàn dẫn nạn gây bức xúc với cộng đồng người Việt yêu nước vô danh. Sống TV xin được dịch bài báo này để khán thính giả có thể đưa ra nhận định bài báo của tác giả Thăng Xanh Sông với tiêu đề rất kích động việc Việt Nam phát triển quân sự khiến bà nước láng giềng không yên tâm. Họ phải mua vũ khí tuyết tân của Trung Quốc để đối đầu. Mở đầu bài viết, ông Bùi Bút đưa ra nhận định trong thời kỳ này Việt Nam có thể được coi là một quốc gia ngôi sao ở Đông Nam Á dẫn chứng cho ngôi sao đang lên. Ông Bùi Bút cho biết đầu tháng 3 tàu USS Covison sẽ thăm Việt Nam và trở thành tàu sân bay đầu tiên của Mỹ thăm Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam năm 1975, chưa hết theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ở Thụy Điển. Công bố chỉ tiêu quân sự của Việt Nam đã tăng lên đáng kể và sẽ đạt 6 tỷ đô la vào năm 2020, tăng hơn 30% so với năm 2025. Bên cạnh việc mở rộng ảnh hưởng quân sự và tăng cường giao lưu quân sự, Việt Nam cũng đang không ngừng mở rộng mua sắm vũ khí, và tích cực khôi phục vị thế cường quốc quân sự ở Đông Nam Á. Dẫn chứng thêm, tờ báo Trung Quốc cho rằng những năm gần đây, Việt Nam đã liên tiếp mua một số lượng lớn vũ khí tối tân từ Nga về lực lượng không quân. Các tiềm kích Su-27 và Su-30 đã được đưa vào biên chế tại Việt Nam. Thậm chí có thông tin cho rằng Su-32 phiên bản xuất khẩu của Su-34 và Su-35 cũng đã lọt vào danh sách mua sắm của Việt Nam đối với Hải quân. Bốn kinh hạm hàng nhẹ, Ogita đã được đưa vào biên chế. Ngoài ra còn có 6 tàu ngầm lớp kilo đã được biên chế từ lâu đối với lục quân T-90S cũng đã bắt đầu đi chợ giao. Ngoài Nga, Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm vũ khí từ châu Âu và Mỹ. Chẳng hạn họ có ý định mua khinh hạm hàng nhẹ Tema của Hà Lan và Việt Nam cũng đã để mắt tới chiếc PTC Orion đã qua sử dụng là máy bay tuần tra chống ngầm của Hoa Kỳ sau khi dẫn chứng bài báo. Trung Quốc nhận định rằng có thể nói Việt Nam từng được mệnh danh là cường quốc quân sự thứ ba trên thế giới và họ đang trở lại thế trận hung hãn ở Đông Nam Á. Thưa các bạn đọc, đến đây thì các bạn cũng đã mơ hồ thấy sự thối phồng có chủ tịch của truyền thông Bắc Kinh rồi phải không? Nhận định Việt Nam là cường quốc quân sự thứ ba trên thế giới thật chẳng công bằng cho hàng loạt các cường quốc khác như Pháp, Anh, Ấn Độ, thậm chí chính bản thân Trung Quốc đó rằng Việt Nam từ trước đến nay mang tiếng là chuyên đi nhận vũ khí viện trợ trong chiến tranh giờ lại nói cường quốc quân sự có cái gì đó sai sai vâng ngay sau nhận định trên trải đó thì tác giả bài viết đã lội bồi các ý đồ của mình khi nói rằng việt nam lấn mạnh như vậy có người vui kẻ buồn trong đó campuchia là bị việt nam xâm lược thái lan đang có tranh chấp lãnh thổ với việt nam cũng không thể ngồi yên trước tình hình này một sự vô khống không thể chấp nhận được trong lệ lẽ đó từ trước đến nay việt lào cam là ba nước anh em trong khối đoàn kết đông dương ba nước đã từng kết vai sắt cánh đuổi đánh dân pháp đế quốc mỹ giành độc lập dân tộc Vậy mà buổi bút Bắc Kinh dám nói Việt Nam xâm lược Lào, Campuchia và tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, thưa các bạn rõ ràng bài báo của Trung Quốc vô khống thì ngay sau đó đã ca ngợi về các quốc gia Đông Nam Á mua vũ khí Trung Quốc để đối phó với Việt Nam, hóa ra để bán vũ khí, họ bất chấp việc vô khống và bơi nhọn Việt Nam các bạn. Bài báo viết, để đối phó với mối đe dọa từ phía Việt Nam và cũng vì vũ khí đã bước vào giai đoạn phải nâng cấp nên các quốc gia này bắt đầu mua sắm vũ khí. Trong số đó, Thái Lan, quốc gia được quay là giàu và mạnh ở Đông Nam Á lần đầu tiên, bắt đầu mua vũ khí của riêng mình vì lực lượng không quân Thái Lan đã mua máy bay chiến đấu JSA-39 I-10 của Thụy Điển, đồng thời mua máy bay cảnh báo sớm Saba 40S để cảnh báo sớm và chỉ huy trên không cho máy bay chiến đấu Gripen của Trung Quốc. Họ cũng đã mua hai tàu tuần tra lớp Batini, một tàu khu trục nhỏ 3.000 tấn mới từ Hàn Quốc và ba tàu ngầm S-26 TAEP từ Trung Quốc. Thái Lan lần đầu quay sang Trung Quốc để mua xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 và khi Ukraine không kịp giao hàng nói về việc trang bị vũ khí của Lào và Campuchia. Bài báo viết không giống như việc Việt Nam mua vũ khí của Nga và mua vũ khí của Thái Lan từ nhiều nước. Lào và Campuchia vốn có hạn chế về kinh phí đã đặt tất cả hy vọng vào việc thay thế vũ khí vào Trung Quốc. Trong đó, nào là quốc gia không giáp biển nên vũ khí trang bị chủ yếu. Được quân đội mua bao gồm súng trường tấn công hay 97 xe bọc thép. Novoti 2002, máy bay vận tải i 12 trực thăng Z-9W và CSSH, hai pháo xe tải loại 122mm trang bị tiêu chuẩn của Lào đối với quân đội Lào, vốn chỉ có khoảng 60.000 quân. Trang thiết bị hiện đại của nước này là do Trung Quốc cung cấp, còn Campuchia, hầu hết vũ khí mà họ đang có đều là những từ năm 1950 đến năm 1960, do đó bán cập nhật chủ yếu dựa trên vũ khí hàng nhẹ, chẳng hạn như 96 súng trường xe rip, xe tải và xe cứu thương vào cuối năm 2017. Trung Quốc thậm chí còn cung cấp miễn phí xe tăng chiến đấu chủ lực tại 79 cho Campuchia. Sau khi nhắc tới ba nước láng giềng gần Việt Nam nhất, bài báo Trung Quốc còn tranh thủ khoe hầu hết cả các nước trong khu vực Đông Nam Á đều đang mua vũ khí của Bắc Kinh thay bằng việc tìm tới các nước phương Tây hoặc Mỹ. Sản chứng Myanmar, báo Trung Quốc cho biết, Quốc gia này đang sử dụng hầu hết vũ khí của Trung Quốc trong quân đội vì lực lượng không quân Myanmar đã trở thành nước sử dụng máy bay chiến đấu rồng giữ thứ hai của Trung Quốc về hải quân. Mặc dù chỉ có hai tàu Kenhu 053H1 của Trung Quốc nhưng các tàu chiến nội địa của nước này đều có bóng dáng của tàu chiến Trung Quốc. Ngoài ra, theo bài báo, Malaysia cũng có nhiều khiên hạm của Trung Quốc, Singapore, Philippines cũng sở hữu nhiều món vũ khí make in China trong biên chế quân đội của mình. Các bạn thân mến, khoe vũ khí cũng được khoe, có nhiều khách hàng mua vũ khí cũng được nhưng để khoe vũ khí và khoe mình đặt khách mà lôi Việt Nam làm môi thì đó là hành động vô cùng bị ối và không thể chấp nhận được. Việt Nam phát triển quân đội mua sắm vũ khí không phải để chạy đua vũ trang. Điều này chúng ta đã khẳng định ở đầu video. Theo thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, chính sách phát triển quân sự và mua vũ khí của Việt Nam đã được ghi rõ ràng và công bố tại sách trang quốc phòng năm 2019. Cụ thể, Việt Nam là không có chiến với ai, không xâm lược ai, nhưng giữ quyền tự vệ khi bị xâm lược, giữ quyền giám trả mạnh mẽ khi bị tấn công để bảo vệ cuộc sống hòa bình, chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ cũng thể hiện qua mức đầu cho các quốc phòng, các quốc gia phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế đất nước, ngân sách quốc phòng Việt Nam trong vòng 10 năm qua chưa khi nào đạt mức 3% GDP, cao nhất là 2,88% năm 2012, năm 2018 là 2,36%, tức khoảng 5,8 tỷ đô la. Với ngân sách hạn hẹp, chúng ta tập trung đảm bảo vũ khí trang bị cho bộ đội huấn luyện, cũng nhờ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lính. Ngân sách ấy là sự cố gắng chất chiêu nhưng mới chỉ tái cải thiện so với thập kỷ trước. Chưa nói là tiến kịp cùng quân đội các nước tầm trung khác trong khu vực. Với ngân sách hạn hẹp đó, quân đội Việt Nam chú trọng trang bị những vũ khí phòng thủ là chính, không mua sắm vũ khí tiến công chiến lược, không nhất thiết phải xây dựng các quân chủng chiến lược có tầm hoạt động vươn ra toàn cầu. Vì vậy chắc chắn chúng ta không chạy đua vũ trang và chắc chắn một điều rằng việc phát triển vũ khí, khí tài và quân đội không tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng thân cận như Lào, Campuchia hay Thái Lan. Hiện nay, Việt Nam vẫn kiên quyết kiên trì đấu tranh giữ vững chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình, tránh sử dụng vũ lực, tránh để bị viện cớ nạn nhân để lên tới chính vì vậy những bài báo đăng vu khống như bài báo nêu trên đang bị lên án và tẩy chay. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.